Chào các bạn. Bây giờ mình đang làm thử một cái đàn giao phối cho ông mặt ấy. Tức là cái đàn cho ông chúa nó đi phối gấu này. Đây mình dùng một cái cầu ong, mình đặt lên cái đám ong mình bắt vào nó này, cho nó bâu lên này. Nó bâu hết vào cái cầu này rồi các bạn. Đánh nhẽ phải bắt ong non cơ. Nhưng mà cái đàn ong này mình bắt ở cái đàn nó khá xa đây ấy. Nên là nó con ong già nó cũng ở đây hết luôn này. Nhưng mà cái đàn này hình như ong nó cũng không già lắm, nó vừa phải. Đây con chúa mình cho vào cái nòng này. Đó, con chúa ở dưới cùng ở dưới đáy. Đó, nó đang bò lên này. Con ong chúa này nhìn nó mới nở lên, nó màu nó vàng vàng này. Nhưng mà mai là nó chuyển thành màu đen thui liền này. Cái giống này ong chúa nó đen thui cơ. Rồi, bây giờ mình sẽ thả luôn nó vào đây, cái cầu này. Nó mới nở, nó còn chưa biết bay luôn ấy. Thực ra thì cũng chẳng cần phải cho nó vào nồng đâu. Chả cần phải để làm quen đâu. Đó, nó trèo lên này. Vì ông chúa mới nở thì ông thợ nó cũng không cắn đâu. Cứ thả trực tiếp là được. Đó, nó bỏ lên, nó còn chui đầu nó vào cái nỗ tổ. Chắc hình như nó đói rồi phải. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vào cái tổ này, mình cho nó vào cái tổ rồi, cái tổ mini, cái thùng mini làm bằng cái bìa cốt tông này. Còn mấy con ong rũ nốt cho nó bay vào luôn. Đấy nhé, chúng ta phải chọn một cái cầu có đầy đủ trùng trứng động mật phấn nữa hay sao à. Mình tận dụng cái cầu này, mình không có cầu chắc mai phải đi kiếm một cái cầu đầy đủ cho vào thay cái cầu này ra. Không là nó biết bay, nó bay mất hay sao, cả đàn nó bay mất luôn ấy. Con chúa biết bay ấy. Vậy thôi. Chào các bạn nha.